Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Dạ, kính chào quý khán giả. Trưa nay thì mình phải tranh thủ mình đi nè, vì có một số cái comment của khán giả gửi cho Color Man một cái trường hợp mà mọi người đang muốn mình đi làm tiếng rau. Cái trường hợp này là trường hợp của của vợ chồng ông Tư bán đá bào ở Thủ Đức. Được biết là bà Tư 73 tuổi bị té và bị tai biến, còn ông Tư phải đi bán chiếc xe đạp được 200.000 lấy tiền chi phí thuốc men cho bà. Hai vợ chồng ông bà Tư ở nhà trọ, tiền thuê nhà một tháng hết 1.500.000. Trời ơi, thương không, tất cả chi phí ăn uống hàng ngày, tiền thuốc, tiền nhà đều trông chờ vào xe đá bào của ông Tư. Và từ Tết đến giờ do dịch bệnh, đa số học sinh không đi học nên ông Tư đạp rã rời chân cũng chẳng ai mua. Mà giờ học sinh thích uống trà sữa hơn nên món đá bào siro của ông cũng chỉ là những hình ảnh kỷ niệm. Rồi thì bây giờ thì họ cái bạn này cũng có để là cho mình làm cái địa chỉ của nhà trọ ông bà Tư. Rồi cảm ơn bạn nha. Nào mà mọi người cùng theo chân Color Man đi tìm đến nhà ông bà Tư. Cho anh hỏi nhà ông bà Tư ở đâu á? Hẻm đây ha. Đây là cái địa chỉ là số 36 xuyệt 1 xuyệt 8 là cái nhà này. Đây cái xe của chú nè. Cái này cái phụ tùng này á nó đây. Dạ rồi. Rồi còn cái thùng cây kia thì ráp sao với cái thùng này? Là mình để mấy cái chai là siro đồ hả chú? Dạ. Dạ, đây là cái phòng trọ nhỏ xíu của hai ông bà Tư nè bà con. Ủa cô chú không có con cái gì à? Có hai đứa con cũng nghèo lắm. Dạ. Còn nhỏ thứ ba thì nó ở Tiền Giang. Dạ. Nó làm dâu, còn khổ. Dạ. Cái nhà thương không, nó lên nó nuôi mấy bữa rồi nó về con. Dạ, dạ, dạ. Cái xe đá bào này là nó là cái xe cơm. Dạ, mà, xe cơm. Dạ, nhưng mà nó cũng là đa hệ lắm. Dạ. Thuốc men cũng nó được, tiền mà. Nhà đồ cũng nó hết. Dạ. Mà tôi té mấy lần tôi tưởng là bỏ mạng rồi. Còn bà xã tôi thì bà bị ngoài hai cái chân ra hai đầu gối á. Dạ. Thì bị đã lâu rồi. Bác sĩ cho biết là mổ một bên vậy là 40 triệu. Mà tiền đâu mổ 40 triệu. Tôi muốn khóc như ông bác sĩ. Rồi mới đây nè, bà bị tai biến. Tôi đi không có nhà, bà té ở trong đó, mai nhờ con bầu ở đằng á. Dạ. Gặp nó la làng lên. Dạ. Rồi nó lôi bà ra đây tôi về. Thì chịu như vậy là một đêm rồi qua ngày sau mới vô bệnh viện. Vô trong cái khoa nội thần kinh. Dạ. Nằm cũng hết tuần lễ. Chú bắt đầu là hành nghề từ lúc nào? Lâu rồi. Năm nay cỡ 20 năm có. 20 năm hả chú? Là chú bán đá bào là 20 năm rồi đó. Mà bán ở dưới Tiền Giang, rồi bán ở Long An rồi mới lên này. Đây nè, cái bàn bào nè. Đây là cái bàn bào đây, phải có cái lưỡi nhét ở dưới đó không chú? Có lưỡi, lưỡi bén lắm à. Lưỡi bén là chú cất cái lưỡi. Dạ. Ủa chú bây giờ con hỏi chú nè. Bây giờ đây con muốn quay chú một bữa đó. Con làm có một cái chương trình mà con giúp cho những cái cô chú mà đang làm những cái ngành nghề mà giống như ngày xưa vậy, mấy cái bán hàng rong như ngày xưa nè. Mà ngày xưa đá bào, giờ đâu còn đá bào đâu, giờ nó uống trà sữa không rồi. Dạ. Thì giờ con biết chú có còn làm nổi không? Còn làm nổi nếu một đúng một buổi thôi, con xin chú đúng một buổi thôi. Một buổi thì ví dụ như bây giờ tới cuối tuần nha. Chú bày ra con giúp chú bán trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Rồi còn đồ đạc mua cái gì thì chú chỉ con đi chợ con mua xong rồi. Khỏi mua gì, nó chỉ có là siro, đá châu, dạ. Với đá bào, mà chú lấy giá luôn, lấy gốc đá. Không thì chú chỉ con thôi, con chuẩn bị xong rồi cái con chú đứng bán 1 tiếng đồng hồ. Đó thì làm lại cho mọi người tái hiện lại cho mọi người thấy là ngày xưa là bán đá bào sao vậy thôi à. Con gửi cô chú trước 1 triệu. Dạ. Người ta mua nhiêu là mình mua nhiêu. Dạ cho cô chú, cho cô chú. Tuổi đó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi chỉ còn chúng ta. Để coi cái hoàn cảnh của chú làm sao rồi mới có cái hướng để con giúp. Rồi rồi chúng ở đây người biết không? Dạ. Không ai sẽ xong hết. Dạ, đây cũng không ai biết.
Thì con nghĩ là chắc cũng có nhiều người cũng khổ như cô chú, cũng không nhiều người biết đâu. Nhưng mà thật sự là cảm ơn các quý khán giả yêu thương mình đã giới thiệu cho mình hoàn cảnh của hai cô chú. Và thật sự nhìn cái chiếc xe này nhìn cái muốn khóc luôn. Đó là những cái gì mà hồi ức về tuổi thơ á. Rồi cái bàn đá bào cho mình nhìn, mình thấy cái sự thì cảm giác. Mặc dù hôm nay năm mấy rồi nhưng mà nó giống như sống lại từ năm mà mình mới mười mấy tuổi. Và chỉ có những người mà sống từ cái tuổi của mình chắc là sẽ nhớ cái này lắm. Và đây là sẽ là một tập vô cùng thú vị của Tiếng Rao. Chú Tư xin chào hết tất cả quan khách. Mình đã có mặt tại khu vực chợ Bà Chiểu. Và lý do là vì sao mình có mặt tại chợ Bà Chiểu vào thời điểm này là vì ngày mai là Coleman sẽ cùng bán đá bào phụ chú Tư. Đó. Thì theo thông tin mình mới vừa nhận được thì thím Tư đang nhập viện để mổ cái chân, nhờ cái sự giúp đỡ của một bé Mạnh Thường Quân có tên là Trúc Phương thì phải. Sáng tới nhà cái lên xe chở qua đây là tập 1 tới 10 giờ nhập viện. Nó về qua khoảng 2-3 giờ gì đó, tới hồi bữa nay nó hứa lên mà nó không có lên, có điện nó báo. Tại công việc nhiều quá. Bây giờ mình đi vào chợ Bà Chiểu để mình cố gắng mình tìm trang thiết bị dụng cụ để ngày mai để có thể thực hiện cho Tiếng Rao cách thành công nhất. Mình nghĩ rằng chợ Bà Chiểu lớn lắm, cái gì cũng có hết. Bây giờ đi tìm thử nha. Ủa chị biết ở đâu bán cái máy bào đá không chị? Dạ đi thẳng xuống dưới đây. Đó. Nguyên dãy. Dạ. Ủa đâu bán cái máy xay đá bào á chị biết không chị? Cuối đường hả? Dạ. Đi cuối đường thử à? Cuối đường hả chị? Ủa bán cái máy xay đá bào không chị? Máy xay đá bào hả? Máy làm đá bào á? Gỗ hay là bằng gì? Dạ bằng gì cũng được mà làm nhanh được á. Nhanh là bằng sắt rồi. Bằng sắt ở đâu chị? Ở đâu quá? Thôi hả? Còn đây là bán đâu? Bằng gỗ thường nữa hả chị? Dạ kiếm cái bào đá đó cô. Ồ không có. Ôi vậy là ở đây không có. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dạ, kính chào quý vị các bạn. Sáng nay thì trước khi đưa chú Tư ra điểm hẹn thì ở tại 177 Phan Chu Trinh, phường 13 quận Bình Thạnh, ngay cái trụ sở Coleman House. Thì bây giờ Coleman hôm nay trang bị một chiếc xe, mọi người thấy không? Chiếc xe này còn nguyên đai nguyên kiện luôn nè. Rồi. Mọi người thấy hôm nay là trang phục của mình cũng độc đáo đúng không? Cái áo Sài Gòn Street thì thôi khỏi nói rồi, cái áo này là áo chắc mình sẽ đi dùng nó để mình quay các chương trình Tiếng Rao. Lý do tại sao hôm nay mình đội cái nón hồng, tại vì cái nón hồng đi cái xe mà hường hường tím tím này nó cũng rất là hợp, mình nghĩ là như vậy. Rồi nó mát nữa, lát nó chạy dọc đường nó mát, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà trời nó nắng là coi cũng mệt lắm. Nếu mà trời nắng thì lúc mình gỡ cái nón ra cái đầu mình chắc nó giống như cái rổ á bà con. Rồi thôi bây giờ Coleman sẽ làm gì? Mọi người đón xem nha. Để đi vô chú, chắc chú bất ngờ lắm nè. Rồi. Trời ơi, chú đã chuẩn bị rất là chu đáo rồi nha bà con. Chuẩn bị nguyên cái chiếc xe rất là ok rồi. Trời ơi, cái ống hút nữa. Đây, ống hút mà màu đủ loại hết nè. Rồi mấy chai siro của chú Tư tự nấu nha, siro màu đỏ cũng có nè, siro màu vàng cũng có nè, siro màu nâu đen cũng có nữa. Rồi 5 chai, 1, 2, 3, 4, 5. Đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy được những cái hình ảnh này không? Rồi những hình ảnh này dễ thương vô cùng luôn. Rồi cái muỗng, những cái muỗng nhựa đủ màu ha. Đúng chất luôn. À còn một cái hũ này nữa đây, đối với quý vị các bạn biết cái hũ này đi, hũ gì đây? Rồi cái hũ thì rất là xưa, rất cũ luôn. Cái này đã giống như trân châu á, đúng không bà con? Đợi. Rồi để chiếc xe độ, chiếc xe độ của chú nè. À chú. Rồi cái bảng nè. Ông Tư đưa bà Tư đi bệnh viện. Thứ hai mổ.
thứ hai mổ, rồi thứ hai này mổ. Đó, vậy mà chú Tư cũng nói thôi bây giờ đã hứa với con rồi thì chú Tư ráng chú Tư về đi quay với con một buổi. Cái lời hứa là mình hứa là phải thực hiện, dạ, mà thực hiện là dạ, phải đúng. Đó, đúng ra là giờ này là chú đang ở trực ở trong bệnh viện. Nhưng mà quý vị các bạn, hôm nay là mình sẽ quay được cái, sẽ cố gắng cho cô xem, coi livestream chương trình tiếng rao như thế này và màu và xem cái cảm xúc của cô như thế nào. Còn giờ thôi, xe độ của chú đã xong, xe độ của mình cũng xong rồi. Giờ con chú đi lên ha. Đi. Dạ. Yeah. Đi chú ha. Tụi con lát đóng coi livestream nha. Còn nếu không thì chạy lên trên chỗ quán chú ủng hộ chú Tư đó. Vui vui. Ôi. Trời, cái xe độ này nó hơi khó chạy nha. Cái xe này không biết lát tôi đại chạy được không đây nha. Ồ. Ấy. Ông ta nghi quá. Trời ơi, đừng có thử ơi. Ủa, khó chạy lắm luôn á. Sao lát mình chạy được ta? Ôi. Trời. Không dám chạy luôn á. Nhắm được không? Dạ được nhưng mà tại cái đầu nó hơi nặng á bà con. Cái đầu nó nặng rồi nó quơ. Dạ đúng rồi. Chạy không quen là bị nó quơ ngay vậy à. Trời. Cả toát mồ hôi không phải là nóng mà là sợ á. Rồi chú không ấy rồi, chú không không để con thử chút xíu là lát nữa chạy dọc đường lỡ cái gì con lúc lên dốc với con chú đỡ xe nha. Trời ơi không, khó chạy lắm chạy luôn nha. Khúc rồi quay anh. Nước sôi tôi nói thiệt luôn á, giờ mới biết nó. Rồi thôi giờ quen rồi đó, giờ đua nè. Trời ơi, nãy chạy coi vậy đầu rung quá chạy không được luôn á. Cứ sợ nó ụp không à. Cái đầu á, vì sao cái đầu nè, cái đầu có rất nhiều thứ nè bà con thấy không. Các chai nữa, chai lọ đủ thứ hết, rất là khó chạy luôn. Trời ơi, cái xe này tôi chạy ra ngoài đường chắc tôi nổi tiếng nhất luôn á. Hồi nãy chạy mà toát mồ hôi luôn á. Mà toát mồ hôi nó không phải là tại vì mình mệt mà sợ run quá. Sợ cái này mà nó ụp cái là sáng nay là bể chương trình luôn, là không thể qua, không thể giúp được cô cho chú. Đây tất cả mọi thứ là chú chuẩn bị rất kỹ mọi người thấy không. Đó thôi bạn, nhưng mà thôi bây giờ con nói chú vậy con chạy được rồi. Mà con chạy được rồi là con là chạy luôn rồi, vững niềm tin. Dạ vậy thôi, giờ một là chú lên xe đạp của con, hai là chú lên xe hơi của con. Rồi chú chọn cái nào? Cái nào cũng được. Rồi thôi chú lên xe đạp của con đi, con chú chặn đoạn đi cho vui ha. Rồi chú cứ chứ tự tin lên xe thì con chú đua nè. Rồi chú chạy trước con chạy sau nha. Nó sẽ là một cái trải nghiệm mà cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên được. Chú đuổi là mệt không? Không. Dạ không mệt. Tại cái bụng đói đầu gối phải bò. Cái chân phải bước, bộ giò phải đi. Phải đi mới có ăn nha. Không. Nếu mà bình thường mà mình đạp cái xe đạp mình chạy mình cũng mệt lắm. Nhưng mà bỗng nhiên hôm nay mình chạy sao mà mình đạp sao mình thấy cái chiếc xe này á nó nhẹ tinh nè bà con. Lên dốc. Trời ơi, lên dốc cầu Bình Điệu. Độ dốc quá nha. Trời ơi, thắng không ăn. Chết tôi rồi. Thắng không ăn. Nước sôi, nước sôi. Đá bào siro đi. Đá bào siro đi. Tới đi con. Chạy cái này là sợ nhất lỗ gà. Nó dằn, nó rớt một cái là coi như là bữa nay là toi luôn. Thôi. Thôi. Ui. Rồi gần tới rồi. Đừng nói chạy yên ổn, về tới đây cái đổ nha. Cái xe này đã về bình yên nha chú. Hả? Trời con chạy mà nó dằn ổ gà nãy qua cái đường chợ. Không có sao hết. Trời ơi con sợ nó rớt.
nó đâu có rớt được. Mình chạy có một đoạn vậy thôi, một trong vòng có mấy chục phút thôi. Nhưng mà quý vị bạn hiểu không, là chú là mỗi ngày chú phải chạy như vậy mà chạy đầu làng cuối xóm, chạy khắp nơi ba mấy chục năm trời, thì quý vị bạn có thể hiểu được là nó như thế nào. Và mình muốn trải nghiệm thử, nếu như mình đạp từ đó về đây mình đạp nổi không. Thì thật, tôi nói thật sự chắc sức tôi bình thường đạp không nổi, nhưng mà chắc có lẽ vì một cái động lực nào cái đó. Động lực, dạ, động lực chú thím tư à. Và động lực là mình muốn là người thưởng thức một cái ly đá bào mà nó phải nói là nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Có tiền thì mua cái ly đá về bào cái rẹt là xong. Nhưng mà uống ly đá bào này của chú thím tư ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng tất cả quý vị các bạn, đó là một kỷ niệm khó quên trong đời.